người đến với súp đồ câu đang fishing. Đó, hôm nay em sẽ về tiếp tục cây Houtin Black nha nè. Hổm về được ít nên anh em chốt hết rồi. Đó, xong rồi hổm trời có mấy anh em mà hỏi tiếp nên mà tới hôm nay em mới về thì kịp ha. Dòng Houtin Black nha. Hôm nay em cũng vẫn về được hai size thôi người, 2m1 và 2m4. Có đứng và ngang đầy đủ nha. Đó. Dòng cần này thì anh em nào chưa biết là dòng này nó có hai ngọn nha. Cái cần thì nó có cái bao đựng như vậy ha. Cần thì có hai cái ngọn nè. Độ cứng của cần á là MH và H. Đó, là hai cái ngọn nè. Cho anh em mình đổi cách đánh ha. Anh em nào đánh nhẹ thì mình đi cái ngọn MH, còn anh em nào đánh màu nặng á, màu nhẹ thì đi MH, còn màu nặng thì mình đi H ha. Đây. Đó, hai ngọn MH và H. Đó. Cái ngọn H thì có thể anh em mình có thể mình đánh được lăng xê được luôn nha. Mình đánh mình câu lăng xê á. Buồn buồn anh em lôi ra mình câu lăng xê được luôn, được hết ha. Ngọn đó là một ngọn 2.1, một ngọn 2.4. Đó, cái ngọn nó to vậy nè. Ngọn 2.1, ngọn 2.4 mới vừa đo luôn. Đó. Ngọn là đầu bu chống xoắn đàng hoàng. Chất liệu cần thì là bằng carbon. Đó. Dòng này thì tải mồi là từ 7 đến 35 g. Nè, quay gần nè. Tải mồi từ 7 đến 35 g nha. Đó, cần là Houtin Black. Tải mồi từ 7 đến 35 g. Dòng này tải cá là 5-7 cân ok nha anh em. Anh em nào đã sử dụng dòng cần này rồi thì sẽ biết ha. Thì dòng này mình đánh có thể mình đánh được lăng xê mà. Mình đi lua lóc lua chẽm đều được ha. Thì đánh lăng xê cũng được luôn nè. Đó. Dòng cần này là khá là đẹp. Cần này thì cái giá của cần này thì nó chỉ cũng bình dân mà, có 404 và 406 cho một cây. Có hai size là 2m1 với 2m4, có cần đứng và cần ngang có đủ nha. Đây cây em đang cầm là cây là cần máy đứng. Đó. Còn cần máy ngang nữa. Đó, anh em nào ưng con cần ngang thì mình đặt cần ngang ha. Anh em nào quan tâm muốn mua thì mình inbox cho em qua Zalo là 0932 118 330 hoặc là Facebook. Em sẽ để cái đường link ở dưới phía dưới bằng bình luận của người. Em để Zalo thì Facebook nè. Anh em nào mua được ở bên TikTok thì có đường link ở bên TikTok luôn nha. Em sẽ ghi cái đường link TikTok bên đó luôn. Anh em nào mà biết mua bên TikTok á thì mình qua bên đó mà đặt hàng, khỏi cần phải inbox cho em. Còn anh em nào mua không biết mua bên TikTok mình mua bên Zalo hoặc là bên Facebook á thì anh em phải inbox cho em nha. Đó. Là anh em inbox qua là nói rồi anh muốn đặt cây Houtin Black. Cây 2m4 hoặc cây 2m1 gì đó, cũng coi cây ngang hay cây đứng. Đó, anh em cứ inbox qua cho em. Hoặc là anh em nào mà không nhớ cái tên á thì anh em cứ chụp cái màn hình lại, anh em xem clip á, anh em chụp màn hình lại anh em gửi qua cho em là em biết ha. Đó. À, giá là chưa có tính ship nha mọi người. Giá là chưa có tính ship. Em ship toàn quốc là chỉ có 30k thôi. Anh em nào ưng thì hốt nó về một cây về chơi ha. À, cây cần quá sức là đẹp. Ừ. Nè. Ở gần đây nè. Đó. À. Chờ. Houtin Black. Ừ. Bu chống xoắn đàng hoàng. Đấy, ok anh em. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em nào ưng thì mình cứ inbox cho em nha. Đó, bye bye mọi người. Hẹn mọi người clip sau.